Luận Đại Trí Độ, quyển 62, phẩm thứ 40, chiếu minh tức chiếu sáng. Kinh: Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đây là Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, đây chính là Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất tôn quý, rốt ráo, thanh tịnh, thường chiếu minh hết thảy các pháp. Bạch Thế Tôn, nên cung kính đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng dính mắc vào ba cõi. Bát Nhã Ba La Mật tận trừ hết thảy các vô minh phiền não cùng hết thảy các kiến chấp. Bát Nhã Ba La Mật là pháp tối thượng trong tất cả các pháp trợ đạo, tận đoạn hết thảy các sợ hãi, khổ não và đem lại sự an lạc. Bát Nhã Ba La Mật thường chiếu diệu quang minh và trang nghiêm năm nhãn. Bát Nhã Ba La Mật dẫn dắt chúng sanh ra khỏi tà kiến, xa lìa chấp nhị biên. Bát Nhã Ba La Mật là nhất thiết dụng trí, đoạn trừ hết thảy các tập khí phiền não. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh hết thảy pháp. Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh chẳng diệt, vì là tự tướng không. Bát Nhã Ba La Mật xả ly sanh tử, nên là chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Bạch Thế Tôn, người được Bát Nhã Ba La Mật rồi chẳng cần ai cứu độ, mà tự mình hộ niệm cho mình, hộ niệm cho chúng sanh, lại còn đem các của báo phân bố cho chúng sanh. Vì Bát Nhã Ba La Mật có đầy đủ các lực phương tiện, chẳng có gì phá hoại được. Bát Nhã Ba La Mật thường chuyển 12 hạnh pháp luân, khiến nơi hết thảy pháp chẳng hoại, chẳng thối. Bát Nhã Ba La Mật khai thị pháp tánh, dù là hữu pháp hay là vô pháp đều là tự tánh không cả. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên phải cung kính đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, phải nên cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật như cung kính cúng dường chư Phật, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác Phật, Phật chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tức là Phật, Phật tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bích Chi Phật, chư A La Hán, chư A Na Hàm, chư Tư Đà Hàm, chư Tu Đà Hoàng. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông. Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra nội không, dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, 4 niệm xứ dẫn đến 8 thánh đạo, 10 lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi dẫn đến nhất thiết chủng trí. Lúc bấy giờ Ngài Thích Đề Hoàng Nhân suy nghĩ về các lời trên, bèn nêu lên câu hỏi: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, vì sao Ngài lại nêu ý kiến về vấn đề này? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, do gì chư Đại Bồ Tát được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, đã dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để hòa hợp hết thảy các thiện căn của chư Phật trong ba đời, từ sơ phát tâm dẫn đến thời kỳ pháp trụ, rồi tùy hỷ hết thảy các thiện căn công đức đó mà hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên vậy nên tôi mới nói và thưa hỏi Phật về vấn đề nêu trên. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được công đức thù thắng hơn hành năm Ba La Mật kia. Ví như người mới sanh ra đời đã bị mù lòa, tự mình chẳng thể đi vào thành được, nếu chẳng có người sáng mắt dẫn đường. Cũng như vậy, năm Ba La Mật kia nếu chẳng được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường thì chẳng có thể đến được nhất thiết chủng trí. Trái lại, nếu được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường thì năm Ba La Mật kia mới có được đầy đủ các lực công đức, mới xứng đáng được gọi là Ba La Mật. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân hỏi: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như lời Ngài vừa nói thì năm Ba La Mật kia phải được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường mới xứng đáng được gọi là Ba La Mật chăng?
Thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu chẳng có năm Ba La Mật kia thì Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng được gọi là Ba La Mật. Như vậy, vì sao chỉ riêng tán thán Bát Nhã Ba La Mật mà thôi? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa ngài Kiều Thi Ca, đúng như lời ngài nói, nếu chẳng có năm Ba La Mật kia thì cũng chẳng có Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng có Bát Nhã Ba La Mật thì mới có được đầy đủ sáu Ba La Mật. Bởi vậy nên Bát Nhã Ba La Mật là tối thượng di diệu đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật sanh? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, sắc dẫn đến thức chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là sắc dẫn đến hết thảy các pháp chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, sắc chẳng sanh dẫn đến hết thảy các pháp chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Lại nữa, sắc chẳng khởi, chẳng sanh, chẳng được, chẳng mất dẫn đến hết thảy các pháp chẳng khởi, chẳng sanh, chẳng được, chẳng mất nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật sanh sẽ hợp với pháp nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bát Nhã Ba La Mật chẳng cùng hợp với các pháp thiện, chẳng cùng hợp với các pháp bất thiện, chẳng cùng hợp với các pháp xuất thế gian, chẳng cùng hợp với các pháp thế gian, chẳng cùng hợp với các pháp hữu vi, chẳng cùng hợp với các pháp vô vi, chẳng cùng hợp với các pháp hữu lậu, chẳng cùng hợp với các pháp vô lậu. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật do chẳng đắc hết thảy các pháp mà sanh. Bởi vậy nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng cùng hợp với các pháp. Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng có hợp với nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, đúng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật chẳng hợp với nhất thiết chủng trí và cũng chẳng đắc nhất thiết chủng trí. Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật chẳng hợp với nhất thiết chủng trí và chẳng đắc nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật chẳng như danh tự, chẳng như tướng, chẳng như pháp mà hợp. Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy thì hợp như thế nào? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát y chỗ chẳng thủ, chẳng thọ, chẳng trú, chẳng dính mắc, chẳng đoạn mà hợp thì như vậy là vô sở hợp, là chẳng có chỗ hợp vậy. Ngài Thích Đại Hoàng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là chưa từng có, vì hết thảy các pháp chẳng sanh, chẳng khởi, chẳng được, chẳng mất nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật hợp với hết thảy các pháp và cũng chẳng hợp với hết thảy các pháp thì vị Bồ Tát đó đã xả Bát Nhã Ba La Mật, đã diễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có nhân duyên khiến Bồ Tát xả Bát Nhã Ba La Mật, diễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Ví như Bồ Tát khởi niệm rằng Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, là như hư không, là chẳng kiên cố. Do vậy mà Bồ Tát xả Bát Nhã Ba La Mật, diễn ly Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin pháp nào khác chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin sắc dẫn đến thức, chẳng tin nhãn dẫn đến ý, chẳng tin sắc dẫn đến pháp, chẳng tin đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật, chẳng tin nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng tin bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng tin mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp,
chẳng tin bốn quả thâm văn, Bích Chi Phật đạo, Bồ Tát đạo, dẫn đến chẳng tin vô thượng Bồ đề, nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin năm ấm, dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ đề, vì năm ấm dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc, nên tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin năm ấm, dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí. Bởi nhân duyên vậy nên nói tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin năm ấm, dẫn đến chẳng tin nhất thiết chủng trí. Luận: Trên đây Đức Phật cùng các ngài Di Lặc, Thích Đề Hoằng Nhơn và Tu Bồ Đề đồng nói lên nghĩa tùy hỷ hồi hướng. Ngài Xá Lợi Phất im lặng lắng nghe nghĩa thầm thâm di diệu của Bát Nhã Ba La Mật, làm lợi ích cho chúng sanh. Mặc dù ngài đã lậu tận, tâm thường tịch tịnh, nhưng ngài cũng phát sanh hoan hỷ, từ tòa đứng dậy chắp tay và bạch Phật rằng: Tùy hỷ như vậy có công năng đoạn được các hí luận, làm lợi ích cho vô lượng vô biên chúng sanh, khiến họ vào được Phật đạo. Tùy hỷ như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Phật ấn chứng lời nói của ngài Xá Lợi Phất và dạy: Bát Nhã Ba La Mật nghĩa là thật tướng pháp, chẳng cấu nhiễm, chẳng hí luận, nên là rốt ráo thanh tịnh, hấp chiếu hết thảy các pháp tạng trong cả ba đời, làm vô vi chẳng thể thuyết ra được, bất khả thuyết. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật thường chiếu minh hết thảy các pháp, là rốt ráo thanh tịnh, thường thủ hộ Bồ Tát, thường cứu thoát chúng sanh ra khỏi khổ nạn, thường thỏa mãn đầy đủ các tâm nguyện của chúng sanh. Bởi vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được chúng sanh trong khắp cả ba cõi thường cung kính lễ bái. Lại nữa, ở trong dũng bùng ba độc mà Bát Nhã Ba La Mật chẳng bị ô nhiễm, chẳng dính mắc vào ba cõi, phá sạch ái kiến, 108 phiền não cùng 62 tà kiến chấp. Tóm lại, Bát Nhã Ba La Mật có công năng phá sạch vô minh, si ám. Bát Nhã Ba La Mật là trí huệ tối thượng, di diệu đệ nhất. Bát Nhã Ba La Mật là pháp tối thượng trong tất cả các pháp trợ đạo, có thế lực đoạn dứt các khổ sanh già bệnh chết, đoạn hết thảy các sợ hãi khổ não và đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Vì sao? Vì trí huệ Bát Nhã Ba La Mật giúp hành giả phân biệt, liễu nghĩa được 37 phẩm trợ đạo. Bát Nhã Ba La Mật thường chiếu diệu quang minh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật nhiếp cả năm nhãn. Bát Nhã Ba La Mật khai thị thánh đạo. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật đưa chúng sanh ra khỏi các tà kiến, xa lìa chấp nhị biên. Bát Nhã Ba La Mật là nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật đoạn trừ hết thảy các tập khí phiền não. Bồ Tát an trú trong kim cang tam muội, dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật tận đoạn hết thảy phiền não và tập khí, được vô ngại giải thoát, thành tựu nhất thiết chủng trí. Lại nữa, Bồ Tát do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà phân biệt rõ tổng tướng và biệt tướng của các pháp, nên nói Bát Nhã Ba La Mật là nhân dẫn sanh nhất thiết chủng trí. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của ba đời trong 10 phương chư Phật. Vì sao? Vì chư Phật do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà thành bậc vô thượng chánh giác, cũng từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh vô lượng Phật pháp. Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh chẳng diệt, vì là tự tướng không. Hết thảy các pháp ở nơi thật tướng cũng đều là chẳng sanh chẳng diệt, vì đều là tự tánh không cả. Nếu chẳng tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà khởi chấp đoạn hay chấp thường, thì sẽ dẫn sanh ra các kiến chấp, các kiết sử, dẫn sanh ra ưu bi khổ não. Nếu tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ đoạn trừ được các kiến chấp cùng các kiết sử phiền não, dẫn đến sẽ được thoát ly sanh tử. Do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà có được lòng tin bất hoại nơi tam bảo, được đầy đủ các thiện pháp thế gian và xuất thế gian, và có đầy đủ các lực phương tiện nhằm dẫn dắt chúng sanh tu tập, khiến họ cũng được hai pháp lạc ấy. Bởi nhân duyên vậy nên nói người được Bát Nhã Ba La Mật rồi thì chẳng cần ai cứu độ, mà tự mình có thể tự hộ niệm cho chính mình và hộ niệm cho chúng sanh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không.
khi đã được đầy đủ bát nhã ba la mật rồi, là vào được nơi thật tướng của các pháp, là biết rõ được các pháp chẳng chuyển, chẳng diệt. Do vậy mà chẳng còn khởi chấp đoạn hay chấp thường, chẳng còn khởi chấp có hay chấp không, vì ở nơi pháp tánh thì hữu pháp hay vô pháp cũng đều là tự tánh không cả. Hỏi: có rất nhiều nhân duyên để tán thán bát nhã ba la mật, như vậy vì sao chỉ rộng nói bát nhã ba la mật là vô tướng tướng? Đáp: người tu tập bát nhã ba la mật mà chưa được thuần thục thì thường hay cầu định tướng. Hạng người này chẳng biết bát nhã ba la mật là vô tướng tướng, nên thường sanh tâm kiêu mạn. Bởi nhân duyên vậy nên ngài Xá Lợi Phất mới nêu lên lý do nhằm khuyên chúng sanh phải nên cung kính cúng dường bát nhã ba la mật. Cũng vì vậy mà Phật dạy phải cung kính cúng dường bát nhã ba la mật như cung kính cúng dường Phật. Đây là đối với hạng người căn trí cạn mỏng, đã từ lâu thâm chấp chúng sanh tướng, chưa thâm hiểu Phật pháp, nên Phật mới dạy như trên đây. Còn đối với hạng người căn trí thông lợi thì Phật dạy phải xem bát nhã ba la mật chẳng khác Phật, Phật chẳng khác bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là Phật, Phật tức là bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì do tu tập bát nhã ba la mật mà được nhất thiết chủng trí vậy. Nhân đây Phật cũng dạy, từ trong bát nhã ba la mật xuất sanh hết thảy thiện pháp thế gian và xuất thế gian, dẫn đến xuất sanh nhất thiết chủng trí. Sau khi nghe thuyết bát nhã ba la mật là vô tướng tướng, vị Đế Thích tự niệm rằng: ngài Xá Lợi Phất đã lậu tận, đã ly dục, mà nay tán thán bát nhã ba la mật là pháp hộ trì Bồ Tát, lại nói phải dùng các lực phương tiện bát nhã ba la mật tùy hỷ hồi hướng phước đức về vô thượng Bồ Đề mà chẳng phá pháp tướng, thật là chưa từng có. Như vậy ta phải cung kính cúng dường bát nhã ba la mật. Hỏi: vì sao nói thế lực bát nhã ba la mật thù thắng hơn năm ba la mật kia? Vì sao nói nếu chẳng có bát nhã ba la mật dẫn đạo thì năm ba la mật kia cũng chỉ ví như người mù? Đáp: chẳng luận phải nhiều mới có được thế lực lớn, cả năm ba la mật kia hợp lại tuy có nhiều thế lực nhưng chẳng sao bằng được thế lực của bát nhã ba la mật. Nếu chẳng có bát nhã ba la mật thì năm ba la mật kia chẳng thể xứng đáng được gọi là ba la mật. Tất cả năm ba la mật kia đều phải được bát nhã ba la mật dẫn đạo soi sáng vậy. Hỏi: vì sao trong kinh cũng có dụ đàn ba la mật như con mắt sáng? Đáp: vì có người tin có tội phước, tin rằng tu phước có thể phá được vô minh tà kiến, nên đã hành bố thí, do vậy mới dụ đàn ba la mật như con mắt sáng. Thế nhưng khi thực hành việc bố thí, hành giả phải được trí huệ soi sáng, phải hòa hợp bố thí với trí huệ thì bố thí mới đầy đủ ý nghĩa, dẫn đến mới xứng đáng được gọi là đàn ba la mật. Mặc dù bố thí là chủ, trí huệ chỉ là khách, nhưng khách chủ chẳng rời nhau. Bố thí có sự soi sáng của trí huệ bát nhã ba la mật như vậy mới xứng đáng được gọi là con mắt sáng. Ví như bốn đại hòa hợp chẳng rời nhau, các ba la mật cũng hòa hợp chẳng rời nhau như vậy. Nếu các ba la mật chẳng hòa hợp với nhau thì chẳng sao thành tựu được nhất thiết chủng trí. Lại nữa, ví như người mù, tuy có đôi chân vững chắc, tuy có đầy đủ sức lực, đầy đủ ý chí, nhưng nếu chẳng nhờ người dẫn đường thì chẳng sao vào thành được. Năm ba la mật kia cũng là như vậy. Tuy mỗi ba la mật đều có thế lực riêng, nhưng nếu có được bát nhã ba la mật soi sáng dẫn đường thì đến quả vị nhị thừa còn chẳng được, huống nữa là được vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên nói năm ba la mật kia phải được bát nhã ba la mật dẫn đường mới được gọi là ba la mật, dẫn đến mới vào được Phật đạo. Hỏi: vị Đế Thích nói với ngài Xá Lợi Phất rằng bát nhã ba la mật cũng phải nương nơi năm ba la mật kia, sao lại chỉ tán thán bát nhã ba la mật mà thôi? Nói như vậy có đúng chăng? Đáp: tuy rằng sáu ba la mật phải hòa hợp với nhau, tương trợ nhau, chẳng rời nhau, nhưng bát nhã ba la mật giữ vai trò lãnh đạo. Bát nhã ba la mật có thế lực lớn nhất nên năm ba la mật kia đều phải nương theo sự chỉ đạo của bát nhã ba la mật. Do được bát nhã ba la mật chỉ đạo mà năm ba la mật kia mới được mang danh tự ba la mật. Ví như đại quân
nhờ được vị tướng giỏi mà được danh thơm lây vậy. Hỏi: thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật sanh? Đáp: như trong kinh đã nói, sắc chẳng sanh dẫn đến hết thảy pháp chẳng sanh, nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Hỏi: vì sao nói sắc chẳng sanh dẫn đến nói hết thảy các pháp chẳng sanh nên Bát Nhã Ba La Mật sanh? Đáp: vì sắc do các duyên hòa hợp mà có, dẫn đến vì hết thảy các pháp đều do các duyên hòa hợp mà có. Hành giả biết rõ sắc dẫn đến biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng khởi, chẳng sanh, chẳng được, chẳng mất, đều là hư vọng, chẳng thật có. Biết như vậy là Bát Nhã Ba La Mật sanh. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là vô sanh thì duyên cũng là vô sanh. Như vậy, Bát Nhã Ba La Mật hợp với pháp nào, trú ở đâu và được quả báo gì? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật là vô sanh tướng, nên chẳng có chỗ hợp, tức là vô sở hợp vậy. Nếu Bát Nhã Ba La Mật có pháp để hợp thì ắt phải hợp với các pháp thiện hoặc với các pháp bất thiện. Như vậy là chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật nữa. Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng hợp với hết thảy pháp nên mới dung nhiếp hết thảy pháp. Hỏi: vị Đế Thích đã biết Bát Nhã Ba La Mật chẳng hợp với hết thảy các pháp rồi, vì sao Ngài còn hỏi Bát Nhã Ba La Mật có hợp với nhất thiết chủng trí chăng? Đáp: vị Đế Thích tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật nên mới hỏi: Bát Nhã Ba La Mật có hợp với nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Bát Nhã Ba La Mật là vô sanh pháp nên chẳng có chỗ hợp, rồi nhằm phá các tà kiến. Phật dạy: nếu Bát Nhã Ba La Mật có hợp với nhất thiết chủng trí thì đó là y Phật tâm mà hợp, chẳng phải như phàm phu chấp có tướng, có danh, có tác, có khởi ở nơi các pháp hữu di vậy. Hỏi: thế nào gọi là y như Phật tâm mà hợp? Đáp: y như Phật tâm mà hợp có nghĩa là biết rõ hết thảy pháp tướng đều là hư vọng nên chẳng có chấp tướng. Biết rõ nếu ở nơi các pháp mà khởi chấp có hay chấp không đều là lầm lỗi nên chẳng thọ các pháp. Biết rõ các quả báo ở thế gian đều là điên đảo, đều như mộng, như huyễn, chẳng thật có nên chẳng chấp pháp. Chẳng sanh cao tâm, chẳng vào được nơi rốt ráo không, nơi thật tướng pháp, thâm nhập đại từ đại bi, phát đại nguyện rộng độ hết thảy chúng sanh. Bồ Tát biết rõ như vậy mà hợp với các pháp mới gọi là y như Phật tâm mà hợp. Vị Đế Thích tán thán: thật là chưa từng có, vì hết thảy các pháp chẳng khởi, chẳng sanh, chẳng được, chẳng mất, nên Bát Nhã Ba La Mật sanh. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy sẽ mau thành Phật đạo. Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp: Bồ Tát nào dụng tâm hữu sở đắc mà phân biệt nhất thiết chủng trí cùng hết thảy các pháp là hợp hay chẳng hợp, thì vị Bồ Tát ấy đã xa rời Bát Nhã Ba La Mật. Phật ấn chứng lời Ngài Tu Bồ Đề và dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Có nhân duyên khiến Bồ Tát xa rời Bát Nhã Ba La Mật, như khởi niệm rằng Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, là như hư không, là chẳng kiên cố, nên xa rời Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bát Nhã Ba La Mật tướng là bất khả đắc, nên lại bạch Phật: tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin pháp nào khác chăng? Phật dạy: tin Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tin sắc, dẫn đến chẳng tin hết thảy các pháp. Vì sao? Vì sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, nên là bất khả tính vậy. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, vì nhân duyên gì mà ông gọi Bát Nhã Ba La Mật là Maha Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề đáp: bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc lớn hay nhỏ, dẫn đến chẳng làm cho Phật lớn hay nhỏ. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc hợp hay tan, dẫn đến chẳng làm cho Phật hợp hay tan. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc vô lượng hay chẳng phải vô lượng, dẫn đến chẳng làm cho Phật vô lượng hay chẳng phải vô lượng. Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc rộng hay hẹp, dẫn đến chẳng làm cho Phật rộng hay hẹp. Bát Nhã Ba La Mật
chẳng làm cho sắc có lực hay chẳng có lực, dẫn đến chẳng làm cho Phật có lực hay chẳng có lực. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát sơ phát tâm mà chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật, chẳng ly năm Ba La Mật kia, lại dụng tâm vô sợ đắc hành Bát Nhã Ba La Mật, thì Bồ Tát ấy chẳng làm cho sắc, dẫn đến chẳng làm cho Phật lớn hay nhỏ, hợp hay tan vô lượng, hay chẳng phải vô lượng, rộng hay hẹp, có lực hay chẳng có lực. Khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, phải biết như vậy, vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có tướng, tức phi tướng, là vô sở đắc vậy. Trái lại, nếu Bồ Tát dụng tâm sở hữu đắc mà hành Bát Nhã Ba La Mật, thì sẽ làm cho sắc dẫn đến Phật lớn hay nhỏ, hợp hay tan, vô lượng hay chẳng phải vô lượng, rộng hay hẹp, có lực hay chẳng có lực. Bồ Tát dụng tâm sở hữu đắc, hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là có lỗi lớn, là còn chấp tướng, nên chẳng sao có thể đến được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì chúng sanh là bất sanh, chẳng sanh, sắc là bất sanh, dẫn đến Phật là bất sanh, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất sanh. Chúng sanh là tánh không, sắc là tánh không, dẫn đến Phật là tánh không, nên Bát Nhã Ba La Mật là tánh không. Chúng sanh là phi pháp, chẳng phải pháp, sắc là phi pháp, dẫn đến Phật là phi pháp, nên Bát Nhã Ba La Mật là phi pháp. Chúng sanh là không, sắc là không, dẫn đến Phật là không, nên Bát Nhã Ba La Mật là không. Chúng sanh là ly, sắc là ly, dẫn đến Phật là ly, nên Bát Nhã Ba La Mật là ly. Chúng sanh là chẳng phải có, sắc là chẳng phải có, dẫn đến Phật là chẳng phải có, nên Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải có. Chúng sanh là bất khả tư nghì, chẳng thể nghĩ bàn. Sắc là bất khả tư nghì, dẫn đến Phật là bất khả tư nghì, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất khả tư nghì. Chúng sanh là bất diệt, chẳng diệt. Sắc là bất diệt, dẫn đến Phật là bất diệt, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất diệt. Chúng sanh là bất khả tri, chẳng thể biết được. Sắc là bất khả tri, dẫn đến Phật là bất khả tri, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất khả tri. Chúng sanh là bất thành tựu, chẳng thể thành tựu. Sắc là bất thành tựu, dẫn đến Phật là bất thành tựu, nên Bát Nhã Ba La Mật là bất thành tựu. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Ngài Tu Bồ Đề nghe lời Phật dạy, giải được nghi tâm, nên tán thán Bát Nhã Ba La Mật là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Phật hỏi lại Ngài Tu Bồ Đề: Vì nguyên nhân gì mà ông gọi Bát Nhã Ba La Mật là Maha Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng làm cho sắc, dẫn đến chẳng làm cho Phật lớn hay nhỏ, hợp hay tan, vô lượng hay chẳng phải vô lượng, rộng hay hẹp, có lực hay chẳng có lực. Phát biểu như trên, Ngài Tu Bồ Đề dụng ý nói rằng tất cả đều do tâm tạo ra cả. Ví như người đang phải lo việc gấp thì tâm hầu như bị thu hẹp lại, còn người giàu có an nhàn thì tâm như được mở rộng ra. Ví như người tu khi vào tám bối xã thì thấy ngoài sắc lớn hay nhỏ tùy theo tâm quán. Lại ví như phàm phu khi mắt đã thấy sắc rồi thì ở nơi chẳng có sắc cũng nghĩ là có sắc. Ví như chúng sanh tùy theo nghiệp lực, tùy theo ngoại cảnh mà nói có một hay nhiều sắc pháp khác nhau. Lại nữa, khi tâm duyên sắc thì có danh sắc khiến phân biệt được các đại cùng hết thảy các sắc pháp. Phàm phu thấy có hình, có sắc, có phương phận, vân vân. Thế nhưng danh sắc chẳng thể phân biệt được, nên danh sắc chẳng thể gọi là sắc được. Có thuyết cho rằng thô sắc là hư vọng, chẳng phải là chân sắc. Chỉ có di trần mới gọi là chân sắc, do nhiều di trần hợp lại mà giả danh có sắc vậy thôi. Phàm phu chấp giả danh sắc rồi phân biệt có lớn có nhỏ khác nhau. Người tu tập Bát Nhã Ba La Mật biết rõ thật tánh của sắc, mà ở nơi thật tánh thì chẳng có lớn chẳng có nhỏ, vì các pháp đều chẳng phải tập, chẳng phải tán. Người tu tập Bát Nhã Ba La Mật biết rõ sắc chẳng tập, chẳng tán, chẳng phải sắc tập do các di trần hòa hợp tạo thành, chẳng phải sắc tán trở lại thành di trần. Vì sao?
vì sắc chỉ là giả danh, chẳng có định tướng, chẳng có đối, chẳng có hình, chẳng có lớn hay nhỏ, chẳng phải vô lượng hay chẳng phải chẳng vô lượng, chẳng có rộng hay hẹp, chẳng có lực hay chẳng phải chẳng có lực. Vì sao? Vì phàm phu do chẳng tu tập Bát Nhã Ba La Mật nên mới khởi phân biệt trụ lượng có nhiều có ít. Khi chấp không thì nói sắc là vô lượng, khi chấp có thì nói sắc là hữu lượng. Còn người tu tập Bát Nhã Ba La Mật xả ly không và có, nên nói sắc là chẳng phải vô lượng, cũng chẳng phải chẳng vô lượng. Phàm phu do chẳng vào được thật tướng pháp nên tùy ý niệm mà suy tưởng sắc có lớn có nhỏ. Người tu tập Bát Nhã Ba La Mật do đã vào được nơi thật tướng pháp, chẳng còn tùy ý niệm mà suy tưởng, nên biết rõ sắc chẳng phải lớn cũng chẳng phải nhỏ. Phàm phu do chẳng biết rõ rằng sắc do vô lượng duyên tác thành nên nói sắc có lực, ví như thấy bức tường đổ xuống làm chết người mà cho rằng bức tường có lực. Người tu Bát Nhã Ba La Mật biết rõ hết thảy các sắc pháp đều chỉ là giả danh tướng, nên nói sắc chẳng có lực cũng chẳng phải chẳng có lực. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Do chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật cùng năm Ba La Mật kia mà ở nơi hết thảy các pháp, Bồ Tát chẳng có khởi phân biệt lớn nhỏ, rộng hẹp, vân vân. Nếu tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà tâm còn tán loạn thì chẳng có được nhu thuận, dẫn đến sẽ khởi sanh tâm nghi hối. Phải dung nhiếp, điều hợp, nhu thuận Bát Nhã Ba La Mật và năm Ba La Mật kia mới tránh được lỗi lầm, khiến thành tựu được các duyên pháp. Ví như trong tám thánh đạo có chánh kiến dẫn đầu, nhưng nếu chánh kiến mà chẳng có bảy thánh đạo kia hỗ trợ thì chẳng thành tựu được đầy đủ các thánh đạo, dẫn đến chẳng có thể được gọi là chánh kiến. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy, hết thảy các pháp đều do các duyên hòa hợp cộng sanh, chẳng có một pháp nào tự sanh cả. Khi đã hội đủ các duyên hòa hợp dẫn sanh thì mỗi pháp mới có lực, dựa vào đó mà nói có lớn hay nhỏ, có rộng hay hẹp, vân vân. Nếu Bồ Tát ly Bát Nhã Ba La Mật, ly năm Ba La Mật kia, rồi tự cho rằng đã hành đầy đủ sáu Ba La Mật, vọng chấp các pháp có lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp, vân vân, như vậy là đọa về nhị biên. Trái lại, nếu Bồ Tát vào được nơi thật tướng pháp thì chẳng còn chấp tướng, khiến ở nơi các pháp tướng chẳng còn vọng khởi phân biệt có lớn hay nhỏ, có rộng hay hẹp, vân vân, như vậy là chẳng có lỗi lầm. Vì sao? Vì dụng tâm vô sở đắc mà tu tập như vậy là tu vô thượng bồ đề, là tu tịch diệt tướng, là cứu cánh thanh tịnh. Trái lại, nếu dụng tâm hữu sở đắc thì sẽ khởi hí luận, đấu tranh chẳng có được thanh tịnh vậy. Lại nữa, hết thảy các pháp đều là chẳng sanh, chẳng diệt. Ví như ngã và chúng sanh đều là giả danh pháp, đều do duyên hòa hợp mà có, đều chẳng sanh, chẳng diệt, đều là bất khả đắc cả. Khi phá được tướng vô ngã thì tướng sanh cũng như tướng diệt đều trở thành bất khả đắc cả. Do duyên hòa hợp mà có các pháp tướng như tướng sanh, tướng diệt, nhưng hết thảy các pháp tướng đều chỉ là giả danh tướng, chẳng phải là định tướng. Cho nên nói các pháp đều là vô sanh pháp, vô diệt pháp, đều là bất nhị pháp. Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không, là tự tánh ly, là bất khả tư nghì, nên nói chúng sanh lực chẳng thành tựu, Bát Nhã Ba La Mật lực chẳng thành tựu. Hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nhưng mỗi duyên pháp đều chẳng có tự lực, Bát Nhã Ba La Mật cũng là tự tánh không, chẳng có tự lực. Hỏi: trước đã nói sắc cùng hết thảy pháp đều chẳng có tự lực và cũng chẳng phải chẳng có tự lực, nay vì sao lại nói lực của chúng sanh, lực của sắc dẫn đến lực của hết thảy các pháp chẳng thành tựu, thì lực của Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng thành tựu? Đáp: trước đây nói các pháp chẳng có lực cũng chẳng phải chẳng có lực, nhưng sợ người nghe Bát Nhã Ba La Mật khởi nghi tâm, vì họ nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo hết thảy các pháp quán, ắt là phải có đại lực. Bởi vậy nên phải nói rõ thêm là lực của chúng sanh, của sắc,
cũng như của hết thảy các pháp đều chẳng thành tựu, thì lực của Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng thành tựu. Như vậy là các duyên pháp đều bình đẳng cả. Chính vì vậy mà gọi Bát Nhã Ba La Mật là Maha Bát Nhã Ba La Mật.